Nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, sáng ngày 26 tháng 7, tỉnh quỹ, hội đồng dân dân, quỹ ban nhân dân, dân quỹ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tại Trà Vinh tổ chức chuyến đền thờ Bác Hồ và nghĩa trang liệt sĩ tỉnh ở xã Long Đức, thành phố Trà Vinh trong không khí trang kim tại đền thờ Bác Hồ, đồng chí Ngô Chí Cường Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 đơn vị tỉnh trà vinh, đồng chí Lâm Minh Đăng Phó bí thư tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn Hảng Phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ba ngành tỉnh đã thành kính chân qua chân hương tưởng nhớ công ơn to lớn của chủ tịch Hồ Chí Minh vì cha già kính yêu của dân tộc người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh trà vinh luôn biết ơn, thành kính sâu sắc đối với bác. Đồng thời ra sức học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khơi dậy các dòng xây dựng quê hương trà vinh phát triển trong giai đoạn mới. Cũng trong sáng nay, tỉnh quỹ, hội đồng nhân dân, quỹ ban nhân dân, quỹ ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh đã đến đặt vòng hoa thắp hương các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Tại đây, lãnh đạo tỉnh đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao của những anh hùng đã chiến đấu, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh đem lại hòa bình độc lập tự do cho tổ quốc cho quê hương trà vinh trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ lãnh đạo tỉnh hứa sẽ tiếp nối truyền thống anh hùng của các thế hệ cho anh đi trước đưa quê hương trà vinh thân yêu không cần phát triển xứng đáng với sự hy sinh của các liệt sĩ đã ngã xuống cho các thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình độc lập tự do hạnh phúc